tiếp tục vào việc anh chị. Ngang 5 và dài 18, 88m², 2 phòng ngủ dưới. Một căn nhà tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An quý chị ơi, giáp ranh thành phố Thủ Đức kế bên luôn, liền kề nhá. Nghe tới phường Bình Hòa là anh chị biết rồi. Một cái khu dân cư đẹp như thế này, đường thông bằng cờ, 12m tổng con đường này rải nhựa. Ở đây là khu dân cư ở kín, quý anh chị có thể nhìn trước màn hình nhỏ, anh chị sẽ cảm nhận được cái điều này. Đó quý chị ha. Phường Bình Hòa. Phường Bình Hòa là một cái phường mà giáp ranh thành phố Thủ Đức quý chị ha, nghĩa là hết thành phố Thủ Đức là sẽ tới phường Bình Hòa đầu tiên. À, phường Bình Hòa của thành phố Thuận An đó quý chị. Nhà mình đây. Ngang 5 và dài 18 quý chị nha, ngang 5 dài 18, 88m thổ cư hết, 2 phòng ngủ dưới. Anh chị đã xem có căn nhà nào có 2 phòng ngủ dưới chưa? Căn này nha. Tán chính chủ, thương lượng chính chủ, gặp chính chủ nói chuyện. Đấy. Chị chủ này là do nhiều nhà quá nên bán bớt thôi quý chị nha. À, nên là ngày hôm nay em sẽ ghi hình cho anh chị mình một căn nhà mà phải nói là đúng là vị trí gần thành phố Thủ Đức, thuận tiện di chuyển về thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, dành cho anh chị nào mong muốn tìm nhà gần Thủ Đức nha, hoặc là mua để ở, mua cho thuê, mua đầu tư, mua làm gì cũng được anh chị nha. Đang cho thuê mấy triệu chị? 6 triệu đúng không? Đấy. Đang cho thuê 6 triệu một tháng. Nếu anh chị nào mà tiếp tục cho thuê thì cứ để vậy mà cho thuê anh chị nha. Có dòng tiền 6 triệu một tháng. Đấy. Ở đây là đang cho các cô thuê để mình dạy học cho các bé quý chị nha. Đây này, đó có bàn học đầy đủ luôn. Nhà mình sẽ có công năng là ở phía trước có một cái sân để xe máy ha. Nhà có 2 phòng ngủ dưới. Giá chính chủ, gặp chính chủ nói chuyện, sổ sách giấy tờ đầy đủ anh chị nha, sổ riêng hết nha. Tất cả bất động sản em Hải review trên YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản đều có một điểm chung là sổ riêng quý chị ơi, không review sổ chung, nói không với sổ chung anh chị nha, nên là minh bạch, nên là công khai. Review là đúng, là đủ chính xác, minh bạch, công khai, có như nào nói như vậy quý chị nha. Nhà thì tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An rồi, để dễ hình dung rồi quý chị, gần chợ 434, gần chợ Minh Tuấn, còn dễ hình dung nhất là gần với trục đường Nguyễn Du mà giao nhau với đường Bùi Hữu Nghĩa quý chị nha. Đó, anh chị có thể tìm là ra cái khu này quý chị nha. Đường Bùi Hữu Nghĩa giao với đường Nguyễn Du, gần đó quý chị nha. Đấy, chỗ này anh chị mình ra chợ 434 gần luôn ha, 500-600m thôi. Còn nếu anh chị mình xuống ngã ba Cửu Long 1km anh chị nha. Đó, anh chị mình ra bệnh viện BKMX của Thuận An cũng rất là gần, Lotte của Thuận An rất gần luôn, ngắt cầu ông bố quý chị cũng rất là gần luôn. Đó, nhưng mà để mà gần nhất là gần chợ 434, anh chị có thể tìm ha, chợ 434. Ở nhà vệ sinh đây, nhà ăn đây, 2 phòng ngủ lần lượt đây. Đó, nhà sẽ có 2 phòng ngủ anh chị nha. Nhà đang trong quá trình sử dụng nên là chắc chỉ quay sơ sơ vậy thôi anh chị ơi, quay cái mái thôi. Đấy, quay phía trên thôi quý chị này. Đó, cũng rộng, phòng này rộng này, cái phòng sau này thì nhỏ hơn xíu quý chị. Phòng này nhỏ hơn xíu nha. 2 phòng ngủ dưới anh chị nha. Đấy, thì đây là cái này làm kho cũng được quý chị ha. Cái này làm kho thì hợp lý này. Đấy, 2 phòng ngủ dưới. Ở phía trên vẫn còn thêm phòng ngủ và sân giặt phơi đồ ở phía sau anh chị nha. Ngang 5 dài 18 là 88m thổ cư hết. Nhà mình hướng đông bắc, anh chị nào mà tây tứ trạch thì hợp anh chị nha. Còn anh chị nào không quan trọng hướng, hợp hết quý chị ơi. Đấy. Nhà thì hướng đông bắc quý chị ơi, ngang 5 dài 18 quá đẹp luôn, một diện tích quá đẹp luôn. Mua cho thuê tiếp tục đi anh chị, 6 triệu một tháng nha. Đang cho thuê sẵn 6 triệu một tháng cho anh chị mình luôn. Anh chị nào muốn có thu nhập thì căn nhà này nha, gần Thủ Đức. Đẹp luôn quý chị ơi, vừa rẻ và lại vừa vị trí đẹp nha. Anh chị hãy đăng ký kênh của em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, có nhiều nhà đất cho anh chị mình xem. Tất cả bất động sản bên em review là sổ riêng ha, tất cả đều sổ riêng, không review sổ chung. Mua là sang tên công chứng hỗ trợ ngân hàng, có như nào nói như vậy anh chị nha. Anh chị có thể tìm chợ 434 là ra vị trí căn nhà này nha. Đó, khu dân cư hẳn hoi và đàng hoàng luôn, đẹp luôn. Ở đây thì có một cái sân sau để mình giặt phơi đồ anh chị nha, chỗ đây. Sân sau giặt phơi đồ và nhà vệ sinh của mình thì bên đây. Đó, bên này nhà vệ sinh quý anh chị nha. Rồi anh chị đi xem có thể hẹn em ở chợ 434 hoặc hẹn em ở ngay đầu đường Nguyễn Du mà giao nhau với đường Bùi Hữu Nghĩa quý chị nha. Đó. Còn bớt còn thương lượng, gặp chủ để nói chuyện. Và chị chủ này chị cũng nói là do chị cũng có mấy căn nhà mà bây giờ cần bán bớt ha, nên mới bán thôi. Giá thì quá rẻ rồi ha. Đó. Nhà thì đang cho thuê cho mấy cô dạy học không quý chị. Anh chị nào tiếp tục mà cho thuê thì cứ tiếp tục cho thuê. Đấy, các cô cũng đang dạy học ở đây quý chị nha. 6 triệu một tháng. Đó, đường thì trong khu dân cư, đường thông bằng cờ. Nói chung căn này em đánh giá là rẻ, vị trí đẹp. Nói chung với tầm tiền này mà ở khu vực này là không có đâu, không có nhiều lựa chọn anh chị nha. Mà đường này là đường thông bằng cờ, đường 12m, khu dân cư hẳn hoi và đàng hoàng, rất đẹp luôn quý chị nha. Đó. Anh chị ơi nếu mà thấy phù hợp alo cho em để đi xem bất cứ lúc nào nha. Hẹn em ở chợ 434 hay là chợ Minh Tuấn đều được hết anh chị nha. Rồi, gần khu công nghiệp V-Ship 1 luôn quý chị. Em rất là cảm ơn toàn thể quý chị.